Nga đã sử dụng hàng trăm tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV nhắm vào mạng lưới điện của Ukraine kể từ tháng 10 năm 2022. Trong khi Ukraine vẫn cố gắng duy trì hoạt động của ngành năng lực phòng không của nước này đang dần cạn kiệt nghiêm trọng. Hiện tại, Kiev cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ các đồng minh phương Tây để ngăn chặn các cuộc tấn công từ trên không của Moscow, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine sắp tiến hành phản công vào mùa xuân. Phó giám đốc dự án phòng thủ tên lửa của CSIS Jan William cho biết, nếu hệ thống phòng không của Ukraine bị suy giảm đến mức không còn khả năng tham chiến, máy bay chiến đấu Nga có thể sẽ quay trở lại không phận Ukraine. Điều này khá nguy hiểm bởi những bước tiến của Ukraine trong cuộc xung đột cho đến nay là nhờ vào lực lượng phòng không. Theo tạp chí Time của Mỹ, nếu máy bay chiến đấu của Nga chiếm ưu thế trong không phận Ukraine, rất nhiều thứ sẽ bị đe dọa. Ukraine sẽ không chỉ đối mặt với khó khăn hơn trong việc phát động các chiến dịch tấn công và phòng thủ trên bộ, mà quân đội nước này sẽ gặp trở ngại khi di chuyển binh sĩ, tiếp tế, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Đại tá Yuri Ignat, người phát ngôn của lực lượng phòng không Ukraine cho biết, nước này đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng trong việc bảo vệ không phận và cần sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Ông nói, nếu chúng ta thua trong trận chiến bầu trời, hậu quả đối với Ukraine sẽ rất nghiêm trọng. Theo chuyên gia Jan William, trong cuộc xung đột, Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí phòng không từ phương Tây. Lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng cả hệ thống tên lửa Buk và S-300 do Liên Xô sản xuất để đánh chặn các tên lửa Nga. Tuy nhiên, theo một trong những tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các tên lửa cho hệ thống Buk và S-300 dự kiến sẽ cạn kiệt vào đầu tháng 5, khiến phần lớn không phận của Ukraine không được bảo vệ. Ước tính dựa trên tỷ lệ sử dụng vũ khí của Ukraine tại thời điểm tài liệu ghi nhận vào cuối tháng 2. Chuyên gia William nói, Ukraine có hàng trăm bệ phóng tên lửa và hàng nghìn tên lửa đánh chặn. Đó là những vũ khí từ thời Liên Xô vẫn hoạt động. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga đã không phá hủy được hầu hết những thứ đó. Khi xung đột mới bùng phát, máy bay của Nga đã tiến sâu vào lãnh thổ của Ukraine để không kích, nhưng đã bị lực lượng của Kiev chống trả quyết liệt. Trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột, lực lượng không quân Nga phần lớn lựa chọn các tên lửa hành trình tầm xa để đối phó với các tổ hợp Buk và S-300 từ Ukraine. Nhà nghiên cứu tại nhóm khoa học quân sự thuộc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Sida Kausan cảnh báo, nếu các kho vũ khí dự trữ của Ukraine cạn kiệt nghiêm trọng, điều đó sẽ tạo cơ hội cho máy bay Nga hoạt động tự do nhiều hơn ở khu vực tiền tuyến. Mạng lưới phòng không của Ukraine vẫn là mạng lưới chủ yếu bao gồm các thiết bị do Liên Xô sản xuất cùng với một số loại bổ sung của phương Tây. Trong hơn một năm nổ ra xung đột, Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng thủ do phương Tây sản xuất, trong đó có hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM của Mỹ và các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T của Đức. Vào cuối tháng 3 năm 2023, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder thông báo Mỹ đã hoàn thành khóa huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Đây được coi là hệ thống phòng không trên mặt đất tiên tiến nhất của Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã cho phép triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot tới Ukraine vào tháng 12 năm 2022. Ukraine cũng đang lên kế hoạch nhận hệ thống Patriot từ Đức. Chuyên gia William cho rằng mục tiêu dài hạn của Ukraine là các nguồn cung cấp vũ khí phương Tây cuối cùng có thể thay thế các hệ thống của Liên Xô khi kho vũ khí cạn kiệt. Tuy nhiên, nhà phân tích Sida Kausan đánh giá rằng mặc dù các hệ thống do phương Tây sản xuất có thể giúp Ukraine duy trì khả năng phòng không mạnh mẽ, nhưng những hệ thống này tương đối hạn chế về số lượng và có gánh nặng huấn luyện đáng kể. Một giải pháp thay thế là các đồng minh phương Tây tiếp cận với các quốc gia vận hành các biến thể của hệ thống Nga để thử nghiệm và mua máy bay rồi bán lại cho Ukraine. Theo tờ Time của Mỹ, đây là điều mà các đồng minh Ukraine đã thử thực hiện. Một phương án khác để giúp Ukraine bảo vệ không phận là cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu F-16, điều mà Tổng thống Biden đã bác bỏ. Tổng thống Mỹ cho rằng Washington nên giữ máy bay chiến đấu này ở trong nước. Chuyên gia William nói, việc gửi tiêm kích F-16 sẽ giúp ích nhiều cho Ukraine. F-16 có thể là sát thủ đối với tên lửa hành trình từ Nga, nhưng việc vận hành chúng có thể mang lại những thách thức riêng vì đòi hỏi phải được bảo dưỡng và huấn luyện đặc biệt. Có lẽ cả về phòng thủ và tấn công, Ukraine đang gặp quá nhiều thách thức, nên nhà quan sát Richard Haas và Charles Kupchan nhận định trên Foreign Affairs rằng về phía Ukraine, việc theo đuổi một chiến thắng quân sự tuyệt đối là điều bất khả thi. Quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 100.000 binh lính và mất đi nhiều lực lượng tinh nhuệ. Nền kinh tế nước này bị thu hẹp 30%, trong khi tỷ lệ đói nghèo gia tăng và những cuộc tấn công của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng chưa có dấu hiệu dừng lại. Họ cho rằng Ukraine không nên tự phá hủy mình bằng cách theo đuổi những mục tiêu nằm ngoài tầm với. Thực tế là sự ủng hộ trên quy mô lớn của phương Tây cho Ukraine có thể gây ra
cho chính các nước này rủi ro chiến lược. Cuộc xung đột của Ukraine đang làm suy giảm khả năng sẵn sàng của quân đội và làm hao hụt kho vũ khí phương Tây. Các cơ sở sản xuất quốc phòng không thể theo kịp mức độ sử dụng vũ khí và đạn dược của Kiev. Cựu tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu Philip Breedlove cho rằng nếu sự hỗ trợ của phương Tây kết thúc, Ukraine khó đứng vững trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Cùng chung quan điểm này, ông Mark Kasian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, sự bế tắc và đình trệ trên chiến trường có thể mang lại lợi thế cho Nga. Theo ông Mark Kasian, việc Ukraine trì hoãn kế hoạch phản công có thể khiến Nga có thêm thời gian để củng cố tuyến phòng thủ và tái cơ cấu lực lượng trên chiến trường, cũng như khiến các đối tác phương Tây phải đánh giá lại cam kết đối với Kiev. Hồi đầu tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius cho biết Berlin khó có khả năng tiếp tục hỗ trợ quân sự với tốc độ hiện tại do những khoảng trống hiện có trong kho dự trữ của Đức. Ông Pistorius nói, giống như các quốc gia khác, kho vũ khí của chúng tôi cũng có hạn, vì thế chúng tôi không thể cho đi mọi thứ. Tại Mỹ, dù chính quyền Tổng thống Biden thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ đô la dành cho Ukraine, nhưng sự ủng hộ của cử tri nước này dành cho Kiev đang có xu hướng giảm. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng 48% số lượng cử tri Mỹ cho biết họ ủng hộ mức viện trợ quân sự mà Washington dành cho Ukraine, trong khi vào tháng 5 năm 2022, số lượng cử tri ủng hộ lên đến 60%. Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng tất cả mọi người đều muốn thấy xung đột sớm kết thúc. Nhiều nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa và những người tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích quy mô của các gói viện trợ mà chính quyền Biden dành cho Ukraine. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là chính trị gia phương Tây duy nhất lên tiếng cho rằng xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc khi Mỹ và EU ngừng viện trợ. Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ và EU cho phép Ukraine chi trả tiền lương cho công nhân viên chức và lương hưu cho người đã về hưu, đồng thời duy trì hoạt động của hệ thống hành chính và y tế. Đề cập đến nguồn tài chính này, ông Viktor Orbán phát biểu rõ ràng là tình trạng này không thể kéo dài, mà ngay khi Mỹ và Liên minh châu Âu EU quyết định dừng tài trợ cho Ukraine, chiến sự sẽ kết thúc. Mới đây, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết các đối tác quốc tế của Ukraine sẽ cung cấp cho nước này khoản viện trợ 115 tỷ đô la để tái thiết. Theo Thủ tướng Ukraine, các dự án tái thiết nhanh chóng trong năm nay cần tới 14 tỷ đô la. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về xung đột Nga-Ukraine trong ngày đánh dấu tròn một năm chiến sự. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy điện hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt. Cuối tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Kiev và kêu gọi Ukraine chấm dứt các hành động thù địch. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev chỉ sẵn sàng đối thoại với Moscow nếu một tổng thống khác lên nắm quyền ở Nga. Phương Tây trong thời gian qua đã liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Moscow và Kiev trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột và cảnh báo phương Tây không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.